Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn năm 2020-2024, Việt Nam có 173 lượt thí sinh dự thi Olympic khu vực và quốc tế, tỷ lệ học sinh có huy chương là 87%, nếu tính cả bằng khen, cả 173 em đều đạt giải. Trong đó 2024 là năm có nhiều huy chương nhất, 12 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Từ năm 2020, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về thành tích trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Bộ đánh giá kết quả này là nỗ lực của học sinh cùng sự quan tâm của gia đình và nhà trường, cũng cho thấy các địa phương ngày càng quan tâm tới giáo dục mũi nhọn.